Chào anh em đang xem miền Tây Solar ha. Nay là trưa ngày ngày thứ ba, ngày 26 tháng 3 2024 nha anh em. Thì mình đang test hàng gửi anh em nè. Thì nhân tiện cái video này thì mình báo cáo với mọi người đó là trời lúc này thì nắng quá nhiều đi. Anh em thấy nắng nè. Nắng mà không có một cợn mây luôn nha. Không có một miếng mây luôn nha anh em. Nắng gọi là nắng nắng khủng khiếp. Nắng như thế này thì anh em mua năng lượng mặt trời bên mình khá là nhiều mọi người. Em thấy mình dùng mấy cái phun sương này để phun ra cho nó mát mẻ. Thì những con inverter mấy ngày hôm nay em bán nhiều lắm mọi người. Như đây là con Power 3,2 đang bán 4,9 triệu bao ship nè. Rồi đây là Saco 2,7 bữa nay bán được 3 con nè. Đó, rồi dưới bữa nay Dyer 3 kg với 6 kg bữa nay bán được 6 kg một con và 3 kg 3 con. Đó. Thì nhiều anh em hỏi mình đó là cái con kích hồi sáng thanh lý là bán rồi nha mọi người. Đó, còn cái con 1 triệu MBT này em cũng bán luôn rồi. Còn cái con này là cái con anh kia ở nhờ gửi tới kiểm tra. Chứ không có bán nha. Thì hồi sáng này có hai anh ảnh gọi điện cho mình Zalo. Anh hỏi là gửi hàng cho anh em test chưa vậy? Mình mới tỉnh ngủ luôn em. Và lúc đó mình mới suy nghĩ là không lẽ ảnh đem hàng về. Ảnh gắn rồi giờ nó chạy tầm bậy à, chắc anh đem hàng về anh gắn nó chạy tầm bậy rồi giờ anh mới hỏi mình vậy. Anh hỏi là gửi hàng cho anh rồi em test chưa. Thì sau một hồi nói chuyện có nửa tiếng hồ mình mới phát hiện là anh chưa lắp vô anh em. Có nghĩa là ảnh mới nhận từ shipper, anh trả tiền xong hồi tối hôm qua. Sau đó sáng nay anh thức dậy anh tính lắp, mà trước khi lắp ảnh gọi cho mình hỏi vậy có nghĩa là chưa lắp, mà mình tưởng là mấy anh lắp rồi mà nó không chạy, không chạy mới gọi cho mình hỏi vậy, thấy không? Đó thì mọi người an tâm ha. Tất cả những cái con inverter em gửi đi là em test rồi hết rồi. Ngoại trừ những con như thế này. Con này là có thể là đây, đây. Có thể gửi cho anh em mà nguyên đai nguyên kiện như luôn á nè. Thấy cái đai màu trắng không? Nó còn nguyên luôn á. Thì những con đó là những con quà lưới bám tải. Những con đó thì em cũng ít test lắm. Anh em nào kêu em cài bám tải em mới cài. Còn thông thường những thợ thông thường á là em gửi nguyên đai nguyên kiện lên cho anh em luôn. Đó, tại vì thợ là người ta biết cài bám tải rồi. Người ta chỉ cần có con inverter là sử dụng thôi. Với lại những con quạt lưới bám tải nó ít bao giờ bị này bị kia lắm. Nó rất là ok cho nên là người ta có thể chuyển cho anh em nhanh chóng luôn, còn nguyên đai nguyên kiện luôn. Còn ví dụ Power 3,2 Saco 2,7 nè. Trước khi gửi đi là em luôn luôn là test hàng kiểm tra cho anh em nha. Kiểm tra nè. Không, chạy chuẩn chỉ như thế này nè. Em mới gửi nè. Đây anh em thấy đang chạy không? Màn hình nè. Đó, con này em gửi cho ai em cũng quên tên rồi nhưng mà em test tối nay bắt đầu gói gửi nha. Power 3,2 nguyên thùng mới bung ra nè. Thùng của nó nè. Ở trong thùng của nó là có cuốn sách hướng dẫn nha. Đó, anh em thấy nguyên thùng nè, mới bung nè. Đó, giá thành của nó là 4 triệu 9 bao ship, em còn có vài con anh em. Nó còn không có nhiều đâu tại vì hôm nay nắng anh em mua quá trời mua nè. Mua nhiều đến mức mà bây giờ là không có hàng để bán luôn mọi người. Nó rất là khó để lấy một chuyến hàng nữa, lúc này ai cũng khan hàng. Thì nói về cấu hình thì em không có muốn nói nhiều tại vì cái này là anh em biết hết rồi ha. Kích đầu ra 3 kg, nó là con 3,2 kg, lắp được 3 kg pin, điện áp tấm pin là từ 55 tới 450 V. Đó, hệ ắc quy là hệ 24, đây em lắp đầy đủ hết nè. Chưa có lắp điện lưới nha. Đây tải của em là một cái quạt. Còn dàn PV là có 8 tấm 100W trên nóc nhà. Còn đây là dàn ắc quy nhỏ xíu ha. Đó, inverter chạy rất là ổn định, rất là êm nha mọi người. Chạy êm ổn định ha. Thì có nhiều anh hỏi em cái quạt này nó có ngưng không hay nó quay hoài. Thì khi nóng lên nó mới quay mọi người, còn khi nó mát nó không quay nha. Đó thì nó lúc nào cũng vậy, nóng lên nó mới quay. Anh em nào mà có nhu cầu những con này thì hãy liên hệ em. Còn vài con thôi. Đó thì em nhắc lại mọi người là trước khi em gửi là em đều test vậy hết nè. Đó, tất cả đều test xong mới gửi nha anh em, chứ không có chuyện mà gửi ngang mà chưa test đâu, an tâm. Ở ngoài trừ những con quà lưới. Quà lưới thì nó hồi đó giờ em bán quà lưới 100 con là nó ok hết 100 con. Cho nên quà lưới em có thể không test. Còn nhớ anh em nào mà kêu mà quà lưới mà dạng như là có cài đặt á thì bấm tải á thì em sẽ test em cài cho ha, cài cho mọi người luôn. Để về anh em không biết cài nữa hơi mất thời gian. Đấy, đam mê thì hãy liên hệ ha. Đó, bữa nay em quay em đoạn video ngắn thôi, do là bây giờ phải tranh thủ thời gian trời nắng nè. Đó, em test hết mấy con inverter và bắt đầu cài đặt. Bắt đầu làm ngon lành tối nay gói gửi cho mọi người nha. Thôi em xin chào anh em nhé. Hẹn gặp mọi người những video lần sau. Đam mê mua hàng thì hãy liên hệ. Power 3,2 hiện tại đang bán 4,9 triệu bao ship, không bảo hành, bao chạy một tuần ha.
chạy 1 tuần lễ, hàng mới tinh. Đấy, thôi xin chào, hẹn gặp anh em ở những cái đơn hàng tiếp theo.